Song Luân ước ao có vợ đẹp, con gái xinh, tìm người hợp ý là cưới liền. Song Luân vốn là một trong những nam thần điển trai của showbiz Việt, không chỉ có ngoại hình sáng, anh còn sở hữu giọng ca ngọt ngào, năng lực diễn xuất tốt. Song Luân từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các phim như Hậu Duệ Mặt Trời, Gạo Nếp Gạo Tẻ 2, Cái Táo Nở Hoa, Lật Mặt, Mẹ Chồng. Trong sự kiện ra mắt thương hiệu mới về các sản phẩm thư giãn tinh thần vừa qua, Song Luân đã xuất hiện trước khán giả trong vai trò giám đốc dự án. Tại đây, anh bất ngờ nhận được câu hỏi về tình trạng hôn nhân. Chia sẻ video này, Song Luân cho biết một trong những lý do anh chần chừ chưa tìm một nửa là bởi bận lo toan vấn đề kinh tế. Đây là một bước tiến quan trọng trong cuộc đời của con, thưa cô, tại vì con phải có kinh tế thì con mới dám có người yêu. Phụ nữ là không được khổ ạ, nên con phải cố gắng có đủ kinh tế để lo cho phụ nữ, người yêu của con trong tương lai, được đầy đủ trong cuộc sống. Con đường tình của Song Luân tương đối lận đận. Trong chương trình Người Ấy Là Ai, anh cho hay mình có 3 mối tình chính thức, mối tình lâu nhất kéo dài 4 năm. Theo Song Luân, anh gặp vấn đề với con số này vì cứ điều đặn 4 năm lại không thể đi tiếp cùng đối phương. Thời điểm này, Song Luân khao khát được yêu, lập gia đình và có một cô con gái nhưng vẫn chưa thể tìm được người đồng hành cùng mình trong hành trình này. Trong một chương trình khác, Song Luân tâm sự nỗi day dứt về người cũ. Đến bây giờ khi nhớ lại những người yêu cũ, em vẫn chưa quên và vẫn còn yêu người ta. Em nghĩ về những ngày tháng và em và họ hạnh phúc với nhau, em vẫn vui. Nam diễn viên tiết lộ đã 4 năm sau chia tay, anh không tiến tới với ai. Thời gian ban đầu anh thấy bình thường, nhưng dần về sau anh bắt đầu cảm thấy cô đơn, muốn có một người ở cạnh. Gần đây, Song Luân cho thấy anh đang dần sẵn sàng với một mối quan hệ gắn bó. Tháng 11 vừa qua, Song Luân khoe với người hâm mộ bản thiết kế ngôi nhà của mình. Không gian sống của anh có màu sắc chủ đạo là trắng, đen. Ngôi nhà được thiết kế sang trọng, từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đều rộng rãi, có bố trí cây xanh mang lại cảm giác thoải mái. Đáng nói, chính Song Luân cho biết mục đích ngôi nhà này ra đời là bởi anh muốn chuẩn bị sẵn cho sàn cho tổ ấm của mình cùng vợ, anh nhắn nhủ tình cảm cùng người tương lai. Ế thì có lẽ ai cũng biết rồi, nhưng đã ế thì phải ráng phát triển kinh tế. Thôi thì anh cứ chuẩn bị sẵn cho tổ ấm của chúng ta, người của tương lai à, hạnh phúc. Bất ngờ là hai từ chính xác nhất để luôn có thể diễn đạt được cảm xúc của mình lúc này. Khi được nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của căn nhà tương lai mà bản thân đã nỗ lực ra, tạo ra suốt những năm qua, Luân quan niệm hạnh phúc là lạc nghiệp an cư và hôm nay nó đã hoàn thành. Thời gian vừa qua, Song Luân hợp tác những sơn nhạc cùng với Nam Y. Cả hai được khán giả càng thêm yêu mến. Hy vọng rằng Nam Em và Song Luân sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Cùng chúc cho Nam Em và Song Luân đều tìm được người yêu như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.